năm kinh tế về nuôi dùi mang lại thì là vì gần 200 con dùi mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Thu nhập là bình quân là mỗi năm gần 200 triệu là mình từ chi phí về thức ăn và tất cả về mọi mặt. Chăn nuôi mô hình dùi của đoàn viên Nhâm thì hiện tại bây giờ về nhu cầu của các cái đầu ra của mô hình này là rất lớn, thì cũng mong muốn tất cả các bạn đoàn viên thanh niên thì chúng ta hãy học tập cái mô hình kinh tế thì để là phát huy cái mà phát triển kinh tế trong thanh niên.